Hồi xưa
Rồi rồi. Qua 79. Qua mấy? Nó vô thì nó cái cải bơ, cải bơ. Cái đầu là cải bơ luôn. Không, ở đây là lông, hôm nay về đi lông. Lông. Ổng hô như thế này: yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, thằng Khối mới cãi. Ông chết một ít cho tụi chết là tụi chết tụi lưỡi luôn. Ờ, thấy hay không? Bởi vì sao? Chết một ít đó, nó khó hồi sinh lắm. Trọn vẹn là nó hồi sinh. Đó, cảm ơn. Có cái vỏ ngoài thôi. Có cái cầu đồ mình cho chồng xa nhà gửi về cho vợ và ký tên là Ngư Đầu Ấp Tây Gấu Vũ Khắc Đậu. Ngôn ca vũ ca ngôn ngôn ngữ bác không à. Hiểu sao đúng không? Lên hơi say mặt cười lên ha hà hỗn chiến với thiên thu bầu em không hề cả nếu ta không mặc chịu tu. Em yêu ta không hử giữa thiên địa tùng mù. Thôi xin mời. Bù đâu hết rồi mày, bù hết rồi mày. Mày ngâm thơ mà bù không hết đâu mày. Ôi ơi say ồn. Một người nên ha hả hỗn chiến với thiên thu. Bầu em không hề cảm nếu ta còn. Không tu nó cạn chứ phải tu cho nhiều vô. Tôi mới nghe. Thằng này, đất thằng này, thằng xèo cái lặng đặng này. Mình này, đất mình này, chỗ phận này xèo hẩm heo. Chứ bởi thằng tôi cực khổ, tôi eo nghèo. Nên vợ tôi nó không ở nữa mà, nó theo cái nâu. Em ơi, chứ bây giờ mà, em ở mà đợi đâu đó cho anh nè. Trong đất nữa, trong ngọn mà canh khuya chứ hầu nào. Qua phu lỡ mà ăn ẩu chua chứ xuống đại lãnh uống nước ngọt chứ qua hòn chùa ăn mực nắng chứ bây giờ em không ngó cái em không ngàn đến chồng nghèo nó cực khổ mà gian nan nó cỡ nào. Hầu nào em thất nghiệp em đi làm than anh thấy em nữa mà tẩu nghiệp anh nam đáng anh nuôi gầy cái hầu nào em bán nước đá còn anh đi đánh bay âu bây giờ em đỡ nỗi sầu này cho qua chứ hầu nào cái chua chín cũng kén làm ba mà cái cam tôi cũng kén làm bốn nữa cái cà cũng kén làm năm chứ bây giờ em lấy nấu cái em ăn nằm đỡ cho anh mà anh hiu quậy mà năm cắm anh mổ nước mắt sao tới rừng rưng mà giọt lỡ sầu giọt lỡ ấm như nó trong mình mà nó tu ra cái anh bây giờ cái con cút nó kêu tù qua có để đầu lễ qua lễ bạn âu chú cha âu là buồn. Hay quá, quý vị, một câu chuyện về sự phong phú và trong sáng của tiếng Việt. Câu chuyện như thế này: trong con người có nhiều cái cửa, mà cửa tiếng Nho gọi là môn, đúng không ạ? Tiền môn của con người gọi là cái miệng, còn cái môn kia xin miệng bạn tới. Và trên cái miệng lại có cái môi, ngoài môi có cái bếp, trên bếp có cái má, và trên má có cái mang. Tóc mọc trên mang gọi là tóc mai. Nó là ở ngoài. Trong miệng có nước miếng,
trên miệng có lỗ mũi, rồi đến mép mắt, mi, mày, đủ cả. Miệng mồm môi mép mang má mũi mày mi, tất cả đều ở trên cái mặt. Sao quý vị cứ nghĩ ra không nè? Sao cô giáo giáo viên văn? Miệng mồm môi mép mang má mũi mày mi, tất cả đều ở trên cái mặt. Cái miệng mà hỗn láo người ta gọi là cái mồm, già mồm. Mồm á mà dài ra gọi là cái mõm. Già mồm là bây giờ lớn tuổi kêu già mồm. Mồm mà dài ra là cái mõm, mà nhọn á, mõm mà nhọn gọi là cái mõm.